Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube và Facebook của Hùng Huyền Đông Anh. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ loa và âm ly dùng nghe nhạc rất hay trong gia đình. Cặp loa ở đây tôi đang muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là cặp loa rất quen thuộc, đó là Bose 10.2 Serie 2. 10.2 Serie 2 có kiểu dáng là loa đứng, hình thức rất đẹp, màu vân gỗ màu vàng. Với kiểu cách sang trọng và quý phái này, quý vị rất dễ để kê đặt ở trong căn phòng. Nó sẽ tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của căn phòng nhà bạn. Bose 10.2 Serie 2 rất dễ ghép âm ly. Ở đây tôi đang ghép với chiếc âm ly Denon PMA 1500R 25 mã. Chiếc âm ly này cũng rất đẹp. Nó được thiết kế mặt phay nhôm màu vàng. Và đặc biệt chiếc âm ly này đẹp xuất sắc như mới. Tất cả những dây rắc của chiếc âm ly này đều sáng bóng như mới, như vừa khui thùng xốp. 1500R cho chất âm hay, tiếng bát uy lực mạnh mẽ. Hiện nay cặp loa Bose 10.2 Serie 2 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 23 triệu đồng. Và chiếc âm ly Denon PMA 1500R 25 mã đang được bán tại đây với giá là 12 triệu 500 nghìn đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua những sản phẩm từ bình dân đến cao cấp, đặc biệt là cặp loa Bose 10.2 và chiếc âm ly Denon 1500, xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Khi quý vị đến với Hùng Huyền Đông Anh, quý vị sẽ lạc vào một thế giới âm thanh, màu sắc và ngập tràn những sản phẩm đẹp xuất sắc. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức chất âm rất tuyệt vời của bộ âm thanh mà tôi vừa giới thiệu.